Mời cả nhà ăn cơm. Cơm với cá chốt kho khô tiêu. Rồi nhìn hấp dẫn cái này, cái gì quên, cái vô biển. Cái này là 10 cái gạch đúng không? Cái này cho em Hòa đi đi Tây Ninh. 10 cái gạch. Này gạch lòi. Có số gạch lòi với số gạch dừa đúng không? Để đi bán dần. Con này thấy gạch có ra đâu, coi thử lại thử con này nhìn chị coi. Nó hơi yếu con gạch dữ không? Rồi rồi, tôi nói lời đi. Ừ đúng rồi, giờ bắt ra để trên mặt đi. Căng rồi hết rồi đó hả? Gọi gì chắc? Vậy chắc cái nào trước? Cái xô này hình nhiêu? Thôi bỏ ra đi. Hồi đó giờ người ta chưa biết bán cái xô này. Cái xô. Rồi cái xô này. Mười một cái mấy hả? Ủa cái nào được thì bóc bỏ qua đó hay sao? Ai biết em muốn kêu chị muốn bỏ cái tất cả nào bỏ mấy á. Ừ. Này là cô cái soi nha. Này cũng đi 10 kg luôn. Đi Tây Ninh. Còn cái này là cua thịt. Cua thịt này là 5 kg. Cái này là dây dừa nha. Theo yêu cầu này là dây dừa bên hàng bán nè. Chứ cái dây thường là dây bự hơn nha. À, dây này là dây dừa. Này. Vậy ba có bự thì có bự gì? Ừ. Cua này hả? Y này mấy con ký vậy? Y năm à. Trên mà. Này là hồi nãy mình cân là 6 ký mấy đúng không? 6 ký 2. Sao nó xì bọt kìa? Không, cái này nó cái ngoe nó đâm vô cái miệng thôi chứ không phải là chị không sao. Cái ngoe nó đâm cứng á. Chứ không phải cái này là dây giảm hay dây nhọn. Dạ, dây nhọn. Này là mình thường thì dây bự hơn, này là yêu cầu. Cô này bên hàng bán hàng bao. Vậy có cái xo hả? Không. Nè, chị chê cái nào bị dục cả ha, em cứ đóng tới ha. Này là cái xo, giờ mình lựa mấy con bự bự đi. Nên là chị thích thì dục bên đây. Dục nghe đau lòng quá. Chị bỏ đại đây đi. Con này nó gốm á. Ở trên đây là ở dưới hồi nãy là cua y. Với cua cái thò. Giờ người ta biết cua gạch không? Nè, em đánh đóng tới luôn. Mẹ mấy bỏ rồi, rồi đóng cua gạch lên luôn đi. Rồi đóng rồi. Đây luôn ha. Ừ. Thêm con vô đây là cua gạch nghe, để nữa ta ăn cái thiếu ấy. Mình lựa gạch lòi mình để cho nó sao đóng lại đi. Đóng lại tới luôn ha. Tới đi. Cua cũng mập lắm. Tại mua về bán cho nên bán cho nhà hàng. Hả? Ừ. Mấy con này nứt. Vậy nói người ta cái nào mà nứt hở bán trước. Ừ, ta nói đó. cái nào nứt hở ta bán trước. Cua này là hết ý. Nhìn nó lửa thì con được không? Này là mối sỉ, mới lấy lần đầu tiên. Cua này là cua gạch. Thọt cái ngoe dùng đây đi. Nhìn. Mở này ra nhìn.
cái que vô này nè. Trời ơi, cũng rảnh nha. À biết đút cái que vô tổng với hỏi tôi làm sao tôi biết làm sao. Này. Đặt lòi cái này. Nhìn nó ham không? Nó nặng tiểu. Đài ba con này là 2,6 kg nè. Ngon ghê không? Quá ngon luôn. Cái này Hằng gửi lên cho chị Hà Lan. Chị Hà Lan cũng khách quen của Hằng á. Chiếc cua gạch nè. Trời ơi, con cua gạch 2,1 kg. Nó xịt luôn. Cua này là Hằng đã giảm dây rồi đó nha. Còn thường người ta bán là cua dây bự hơn nữa. Cua này là Hằng giảm dây rồi đó. Thì hôm nay nó phân chua. Này có cá này thì mình đem đi kho khô đi. Kho khô tiêu. Còn cái này thường nấu canh chua với cái phần tôm này nấu canh chua cho bằng mình thì ăn cá nấu canh chua. Còn này thì mình kho nha, đậu bắp, ít đậu bắp với cái khóm với rau cần giá với ăn trái cà nữa, mình nấu mỗi thứ ít ít vậy đó. Bây giờ cái đậu bắp cũng ít luôn. Đi mua đậu bắp nè, sáng mai đi chợ lựa mấy cái mà nó vậy nè con, nó vậy nè, nó da nó nhăn nhăn á là nó non. Còn mấy cái mà thằng da thẳng thẳng bên già như đây thôi. Đây Hằng đổ ra cho cả nhà xem nè. Đó, cái nước màu là không hề bị đen nha, không hề bị đen luôn. Nó nước nó chảy màu chảy xuống nè, không có đen. Cho nên nó này, cái chai nước màu Hằng đổ ra rồi nè, không nhà xem nè. Bởi nước màu này ăn không sợ bệnh nha, tại vì không có bị khét đâu. Nhiều người thắng nước màu tới khét tới đen á, để cho nó tạo màu á, cái đó là ăn bị bệnh lắm. Còn bên Hằng bán nước màu này rất là thơm. Thì giờ cái chị mà bên Mỹ chỉ mua lần 8 chai về, 8 lít vậy đó, 8 chai vậy đó, để đi về bệnh đó. Thì ai từng ăn bên Hằng rồi thì biết nè. Kho lại, khô lại cho nó ngon. Bên này Hằng kho tiêu chứ không kho sả nha. Kho tiêu mà mình kho sả. Cái này là cái tỏi phi. Hằng phi để làm trà bông cá chẽm. Thì mình chưa cái tỏi lại, để tới lúc mình kho cá hoặc nấu canh chua thì mình để vô thì sẽ thơm với ngon hơn. Chậm lên, mọi thứ ít ít vậy đó, mình cho ít đường vô nè. Để ớt trái vô đặng nha, cho nó có cái mùi thơm ớt thôi, chứ để ớt vô á, bầm ớt để vô cái nguyên ăn cũng được. Ướp rồi để đây nè. Đó, để đây khoảng 10 phút 15 phút vậy đó. Cái mình đem đi mình kho thì cứ gia vị nó thấm vô đây nè thì nó sẽ ra nước nha nè. Thì kho Hằng kho từ từ lại nha. Thì con cá của mình rất là ngon, con cua rất là ngon. Còn cá luôn. Cá này là cá không phải cá út mà cá dồ biển á. Này cá dồ biển. Chứ con này là con cá út nè. Còn mấy cái cá dồ biển. Nấu tô để nhà ăn đủ ăn.
để mấy trái ớt này này vô cho nó cay cay thôi. Họ mình muốn ăn ấy thì mình dầm ra. Không, cái nhà xem kho cá chốt là kho vậy đó, kho từ từ vậy đó. Đây là nó cút cặn rồi hết là nó rất là ngon. Kho tiêu hôm nay mình sẽ kho tiêu, nhà thích ăn cá chốt. Chốt này trứng không ta, chốt này cá chốt thiên nhiên cho nên nó trứng nó ngon nè, trứng có trời trứng luôn. Mời cả nhà ăn cơm, cơm với cá chốt kho khô tiêu, rồi nhìn hấp dẫn, với tầm chua, cái này là tầm chua, cá này cái gì quên, cá vô biển. Tôi nấu với khóm, rau cần, giá. Mời tất cả cô chú anh chị. Con này cái nhà ăn cơm. Mời cái nhà ăn cơm. Cá chốt nó trứng không à bê? Dạ, trứng nó ấy luôn rồi. Cá chốt thiên nhiên. Rồi trứng rồi. Trứng không? Bê. Nóng. Cá chốt nước ngọt nó mềm hơn, cá chốt mặn lên thịt nó dễ dàng. Cá chốt ngọt thì nó mềm. Để vô cái chén này cho mình hấp tí mình cả nhà. Cô chú anh chị gần xa ăn cá chốt kho. Mỡ vừa mỡ thì trứng. Cá chốt mình cũng như nè, con này cũng mập cú lụ nè. Bé. Mấy con cũng trứng không mà bắt được nghe chứ. Lâu em cảm giác chúng ta chống nào mà ăn khoai chúng ta chống thôi mỗi ngày hai nha. Thôi bữa lên chợ mẹ với mắm không nấu sao? Nấu một chút thôi là khỏe.
chiều sáng ngày 2 giờ. Má còn tới giờ ít ăn được tám. Ừ, mà đang qua cũng ăn hoa hồng quá. Cho cái chảy cái lường á. Mà mọi mới tới thăm bà ngoại về. Thêm con nữa. Tại cái bụng á. Cứng. Ừ. Cái này tôm khô 750 nha. Tôm khô rất là ngon nha, nó thơm lắm. Cái tôm khô này bán chạy lắm luôn á, vừa thơm mà vừa ngọt nữa. Thì cái tôm khô này là tôm thiên nhiên á. Thì cái này thì nửa ký á, bịch nửa ký, hai bịch này là một ký nè. Cái này hàng đi Sài Gòn cho chị Hà Lan á. Chị Hà Lan không mua đồ, hôm qua mua đồ của Hằng, Hằng gửi đi rồi mà thiếu cái này, thiếu cái tôm khô. Rồi hôm nay Hằng gửi cái này một ký. Còn cái này. Cái này là của chị Thu Vân. Chị Thu Vân ở Tân An, Long An á. Chị Thu Vân đó từng mua của Hằng một lần rồi. Thì hôm nay chị Thu Vân mua tiếp nè. Về thì Hằng cũng gửi cái này là một ký. Mỗi bịch chị Hằng cũng vô nửa ký nè. Đó, về chị dễ ăn. Cái này thì Hằng ngon lắm đó nha. Đó, xong. Bây giờ cho đi cái này một ký, cái đó một ký. Cái này cho bông. Cho bông này Hằng chuẩn bị cho anh Long á. Ở Mỹ. Ảnh cũng khoảng cái hạn rồi nhưng mà tại bữa giờ mưa hẳn không phơi khô được, cũng hôm nay hẳn phơi khô được thì đi cho anh 2 ký, một ký nhiều lắm, nay hẳn phơi tới khô luôn, ký rất là nhiều. Anh Thanh Long nè, bên Úc. Giờ Hằng gửi cái này là Hằng gửi thẳng qua Úc cho anh luôn. 2 ký cà bông cá chẽm với 2 ký khô cá sặc. Khô cá sặc ngon lắm, sặc lớn. Thì hôm nay có nắng nè, Hằng phơi đàng hoàng Hằng mới gửi đi nha. Chứ thường thì không có nắng thì mình không dám gửi đi. Tại gửi đi lỡ mà ấy thì không được. Tại thành ra mình phải gửi. Lúc nào có nắng mới gửi. Cái này mấy gì? Ừ? Cái này mình mua dao. Bi dao. Một keo vậy là nửa ký. Mà mình phải ép xuống chơi với mẹ. Còn nếu không ép xuống là không đủ đâu. Không sao. Có nguyên dao quảng cáo trà bông không? Thôi. Chừng nào mẹ nói con phụ cho mẹ sức trồng ông vô. Ừ. Sạch nè. Con sạch này thì Hằng gửi cho anh Thanh Long á. Ở Úc á. Để nhà xem nè. Ngon ghê. Đó. Nó to nè. Giờ Hằng phơi khô rồi. Hôm nay nhờ hên có nắng nè. Bữa giờ không có nắng. Bữa nay có nắng thì Hằng phơi cho khô luôn. Cái này mà chiên rồi hang bẻ ra ngang đây nè. Trời mở nó sụt sụt ra luôn á. Ngon lắm. Cái khô này cũng nó nặng nha. Con này cũng nằm cũng vừa ăn đặt lại. Cái này 8 con vô 1 ký nha. Thì Hằng gửi cho anh 2 ký với 2 ký chà bông. Gửi đi thẳng qua Úc luôn. Thì giờ Hằng cắt đồ đi, cắt kỳ cắt đồ vậy đó. Để mình cho cái bịch này nè. Bây giờ mình cho đi. Mình ngon theo. Bây giờ phải lau lại nha. Lau lại cho nó sạch một chút rồi mình mới cho đi nha. Này đã 1 ký 8 con. Thì lúc đi Hằng cắt sạch sẽ cho vậy nè. Thì cả nhà lưu ý cho Hằng á, nếu mà mua mà gửi người nhà mình mang đi á, thì gọi cho Hằng thì nói là mua để gửi người nhà mang đi, để Hằng dán cái nhãn lên á, để cho người nhà mà mình mang đi đi. Rồi với cái thứ hai á, thì mình đồ mình đi nước ngoài thì Hằng sẽ chăm hơn, phải phơi cho khô một xíu để cho đi cho an toàn hơn. Còn ở Việt Nam á, mình ăn á, thì không đến đổi nha. Thì bởi vì cả nhà có mua mà đi nước ngoài thì nói với Hằng giùm nha. Thì ở nước trong hay nước ngoài hay là ở đâu cũng vậy, thì mua thì Hằng chỉ bán một giá một thôi, chứ không phải là nghe nói nước ngoài thì Hằng sẽ bán mắc hơn. Không có, Hằng chỉ bán một giá một nha. Thì hàng của Hằng cả nhà xem nè, chất lượng này. Một con vậy nè, 8 con vô 1 ký này Hằng đã phơi rồi. Thì cả nhà về ăn thì ngâm lại giùm Hằng 10 phút hoặc 15 phút để cho con cá của mình nó khô, của mình nó nở ra thì nó sẽ ngon hơn. Giờ mình chiên thì nó hơi bị khô quá,
tại hằng coi cho khô rồi. Rồi bây giờ hằng cho vô bịch thôi. Đây là trà bông nè, trà bông thì hằng vô bịch rồi thì nó như vậy, mình ép chân không lại thì nó như vậy đó, thì hằng mới cho đi nha. Thì cái này thì bốn cái hũ này thì nó được 2 kg, còn này là khô, khô này là mỗi bịch gì là 1 kg, 2 bịch thì 2 kg, hai khô này thì 8 con 1 kg nha. Đó, rồi thằng đi đóng cái thùng này đi, đi Sài Gòn, rồi ở trên Sài Gòn nó mới cho đi qua Úc nha. Này là của anh Thanh Long, chút xíu thằng cho cái thùng đồ này đi luôn. Bây giờ thằng xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau.